Tốt như thế này rồi các bạn này. Tốt một chút nữa thì mình lại cắt. Các bạn, hôm nay mình lại quay cho các bạn xem những cái luống hoa thực dược của mình ở cái thời điểm này. Cái cây hoa thực dược của mình lúc này cũng đang phát triển rất là đẹp. Như mọi năm tầm giờ là cũng bị bọ trĩ rất là nhiều, nhưng mà năm nay thì lúc này cũng chỉ có loáng thoáng đôi cây là bị thôi các bạn. Và thời tiết thì cứ thỉnh thoảng nó đan xen một cái đợt gió mùa đông bắc nó về, nó mát. Những cây hoa rực rực trồng lại như các bạn đang quan sát đây, lúc này rất là đẹp, thì chưa có cái dấu hiệu gì là bị già cây. Toàn bộ những cái cây dược dược này thì mình chưa bón một lượt phân nào, cũng mấy lần định bón nhưng mà thấy nó vẫn cứ xanh tốt như này thì mình vẫn chưa bón. Cây cũng rất là đẹp các bạn. Thời điểm này là cái thời điểm chúng ta cần phải làm cỏ xung quanh để cái cỏ dại nó không mọc nữa. Cỏ dại là cái nơi mà những con bọ trĩ, bọ dày nó thường hay trú ngụ ở những cái khu vực mà có những cái đám cỏ xanh tốt. Trên cây hoa được dược lúc này mình đã cắt ở đây là hình như là mình cắt hai lần rồi, lúc này lại tốt như thế này rồi các bạn này. Tốt một chút nữa thì mình lại cắt. Từ nay đến cái lúc mà mình cắt ngọn để mình dâm mình trồng vào cái vụ sớm, vụ cuối năm thì chắc còn phải cắt vài đợt nữa các bạn. Nó lớn rất là nhanh, cứ cắt đi cắt lại. Cây thì rất là đẹp. Lúc này thì nó đang mọc ra nhất là nhiều mầm ở những cái đầu cuống củ. Những cái cuống củ lúc này nó mới phát huy cái đầu cuống để nó mọc ra những cái mầm, thay thế cho những cái thân mà ở phía trên mà không may nó bị khô đi. Nó khô đi thì nó sẽ từ từ nó đẩy cái mầm xuống phía dưới, nó mọc ở những cái đầu cuống củ. Nhìn rất là đẹp các bạn. Thời gian từ nay đến lúc trồng hoa nó còn rất là dài, còn mấy tháng nữa các bạn. Lúc này mà không che mưa che nắng tốt và không phòng trừ bọ dày xanh, bọ trĩ thì là cây hoa được dược nó sẽ lụi đi rất là nhanh. Và khi nó đã dính bọ dày bọ trĩ rồi và nó gặp mưa nó bị hỏng cái bộ rễ rồi thì lúc đó chăm chút để mà hồi phục lại cái cây hoa được dược nó rất là khó. Của mình đây thì nó cao ráo như này thì mưa cũng không sợ các bạn ạ. Khu vườn này thì nó cao, khi có mưa thì nước nó cũng thoát hết, nó không còn đọng ẩm ướt ở đây nhiều ngày. Mới lại năm nay thời tiết lúc này nó cũng chưa có mưa nhiều các bạn. Thỉnh thoảng có đợt gió mùa về thì mưa một hai hôm, mưa thì chưa có những cái đợt nào mưa to cả. Gọi là chỉ mưa đất đủ ngấm thôi các bạn. Còn để mà mênh mông nước như mọi năm thì chưa có. Mỗi năm mùa này có những cái đợt nó mưa về nước nhiều lắm các bạn. Nhiều khi ra nhìn cái vườn hoa nước nó chảy cứ cuồn cuộn. Nhưng mà năm nay thì trời rất là ít mưa. Cứ mưa về được một hai hôm, gọi là chỉ ẩm ướt tạm thời thôi. Lắng lên một vài ngày lại khô đi. Phía đằng trên kia cứ xanh dờn các bạn. Lúc này thì cây nó lên như thế này là quá là ok rồi. Các bạn cứ kiểm tra bọ dày bọ trĩ thì chúng ta chỉ cần nhìn cái lá mặt dưới này nó chuyển sang màu lâu là nó bị bọ trĩ bọ dày. Hoặc là cái ngọn ở trên này nó bị thâm đen thâm lâu đi là nó sẽ bị bọ trĩ bọ dày. Cây đang phát triển rất là đẹp. Nó do thời tiết từng năm các bạn ạ. Cũng có năm thời tiết nó nắng nhiều ngày thì cây hoa thực dược nó chậm phát triển lắm. Và là màu sắc cái cây hoa nó chuyển sang màu vàng và nó già lua đi chứ nó không được xanh non như này đâu. Còn khi mà nó xanh non như này thì nói chung là nhìn rất là đẹp. Hy vọng là những ngày tới tháng tới là thời tiết nó vẫn cứ ok để cho những cây hoa thực dược nó phát triển. Lúc này thì mình vẫn chỉ che cái bạt không thôi, vì nắng nóng đỉnh điểm thì nó cũng chỉ có một vài hôm thôi, nó chưa có những cái đợt nắng nóng dài ngày.
Nhưng mà nó có những cái đợt nắng dài ngày, nó kéo hàng 5-7 ngày trở đi mà nhiệt độ nó cao, lúc đó cần phải che lưới đen ở trên. Còn nó chỉ nắng vài hôm thôi, cho dù nhiệt độ có cao nhưng mà cũng không cần phải che. Đang có cái đợt bão, không biết có về mình không. Nói chung bão về mình cũng chả ảnh hưởng gì các bạn, bởi vì mình ở khu vực này nó rất là an toàn. Vườn nhà mình nó rất là cao, không phải là ở những cái vùng trũng. Những cái vùng trũng thì mưa bão thì còn sợ, chứ còn mình ở đây gì, mưa bão không ảnh hưởng gì các bạn. Khi mà hết mưa hết bão thì cái vườn nhà mình nó lại trở lại khô ngay, nó không bị úng ngập. Còn những cái vùng mà trũng úng ngập mà gặp mưa bão nhiều ngày là nó sẽ bị thối các bạn ạ. Nhìn cây rất là đẹp này các bạn. Lúc này chờ vài hôm nữa nó tốt thì mình lại cắt. Cắt đi nó lại lên đợt tiếp. Vì mình trồng mà luống thì mình trồng rất là dày, mình dâm củ ở đây nó rất là dày, nên là mình không cắt đi thì những cái cây nào mà mầm nó yếu là nó sẽ bị chết các bạn. Nên là liên tục phải hạ cái chiều cao để cho nó có cái ánh sáng, làm cho cái luống hoa nó thông thoáng. Thì cái cây hoa rực rực, những cái cây mà nó phát triển chậm hơn ấy, thì nó mới có ánh sáng, nó mới phát triển được. Không thì những cái cây phát triển tốt nó chiếm ưu thế và nó lấy mất ánh sáng của những cái cây mà có những cái mầm nó không được mập, nó không được đẹp, nó sẽ bị che khuất ánh sáng, sau đó nó sẽ dẫn đến là cái cây đó dần dần nó sẽ bị chết đi do thiếu ánh sáng. Và video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.